chào đón toàn thể các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý, ban tổ chức, nhà tài trợ, các vận động viên cùng toàn thể quý vị khán giả. Chúng ta đang có mặt tại khu liên hợp thể thao Tuyến Trang trong chương trình khai mạc giải bóng đá các câu lạc bộ Bắc Quang mở rộng Cúp Tuyến Trang năm 2024. Thưa toàn thể quý vị, và hôm nay đặc biệt rất vinh dự và vui mừng khi Nhật Tân được lựa chọn là người dẫn chương trình khai mạc của buổi lễ ngày hôm nay, và xin được gửi lời chào, lời chúc mừng tới toàn thể quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, phong trào thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe đã ngày càng được xã hội quan tâm và đầu tư. Cũng chính bởi lý do đó mà khu liên hợp thể thao Tuyến Trang ra đời, nhằm giúp cho những người đam mê thể thao, những người yêu thể thao rèn luyện sức khỏe có điều kiện và có nơi để được tham gia thể thao. Và ngay từ những ngày đầu mới xây dựng và đi vào hoạt động thì khu liên hợp thể thao Tuyến Trang đã nhận được rất nhiều những lượt tham gia của các vận động viên, những người yêu thể thao vào các bộ môn cầu lông, bóng đá, pickleball và gym. Thưa toàn thể quý vị, và đặc biệt là đầu tháng 8 vừa qua thì tại khu liên hợp thể thao Tuyến Trang đã diễn ra giải thi đấu cầu lông toàn tỉnh do Sở Văn hóa Thể dục Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang tổ chức. Điều đó có thể khẳng định rằng khu liên hợp thể thao Tuyến Trang đủ điều kiện để tham gia và đặc biệt là để tổ chức các giải thể thao lớn của tỉnh và trong khu vực. Chính vì lý do đó, xin mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho khu liên hợp thể thao Tuyến Trang. Kính thưa toàn thể quý vị, vào ngày hôm nay, cũng tại khu liên hợp thể thao Tuyến Trang sẽ diễn ra chương trình khai mạc cùng với các trận đấu của giải thi đấu các câu lạc bộ bóng đá Bắc Quang mở rộng Cúp Tuyến Trang năm 2024, chào mừng kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Và điều đặc biệt hơn nữa, trong chương trình khai mạc ngày hôm nay, quý vị sẽ được đón nghe những ca khúc đến từ một người con ở mảnh đất, ở quê hương, ở Nghệ Tĩnh, nhưng lại có một tình yêu đặc biệt sâu sắc với mảnh đất Hà Giang. Và cũng chính người con trai này đã giúp cho Hà Giang tiến gần hơn với toàn thể các khách du lịch trong và ngoài nước. Và ngay sau đây, không để toàn thể quý vị phải chờ đợi lâu, sự xuất hiện trên sân khấu ngay bây giờ, nhạc sĩ, ca sĩ A Báo. Dạ vâng, và để tiếp tục chương trình và mang chương trình ngày hôm nay thì A Báo sẽ phép được gửi tới cả nhà những ca khúc về vùng cao. Và chắc hẳn cả nhà đã nghe đến những phiên chợ đặc biệt ở Cao Nguyên Đá. Phiên chợ có 102, mỗi năm chỉ có một lần vào ngày 27 tháng 3 âm lịch hàng năm. Phiên chợ đó không mua không bán như các phiên chợ khác, mà chỉ dành cho những lứa đôi thương nhau không đến được với nhau. Đó là chợ tình Khao Vai. Chợ tình Khao Vai nói về chàng ba nàng út. Chàng ba là người dân tộc Nùng, cô gái út là người dân tộc Giấy. Và sau đây, A Báo mời cả nhà cùng trải nghiệm về ca khúc Người Vùng Cao Là Thế và ca khúc Về Hà Giang. Xin phép được gửi tới cả nhà. Chờ dắt ngựa đi xuống núi, xuống chờ uống rượu dắt vợ theo, uống cho vợ này uống cho con, uống cho chân này uống cho tay, chồng uống vợ say, người uống ngựa say, xuống chờ ăn thắng khô, xuống chờ uống rượu ngô. Uống cho mày này uống cho tao, uống cho tiếng khèn vút lên cao. Nào hãy lại đây, trời đất vuông quay. Bát này lại bát nữa, hey, bát nữa lại bát này, hey. Uống để thương để nhớ, lời nói như tên bay. Cứ gặp nhau là uống, mà uống là phải say. Người vùng cao họ là thế, uống chưa say chưa về, vừa đi đường vừa hát, bài nào cũng hay.
khê khê. Tay tóm vào đuôi ngựa, con ngựa cũng say say, chân bước theo chân ngựa, người ta như trên mây. Sơ chảnh mũ nàng kia, sơ chảnh mũ hậu chơ. Hậu bò bù nà, hậu bù tu, hậu bù tàu à, hậu bù tê. Bù hậu có khâu, bẹt bố nè khâu. Bát này lại bát nữa, hây. Bát nữa lại bát này, hây. Uống để thương để nhớ, lời nói như tên bay. Gặp nhau là uống mà uống là phải say. Người vùng ca họ là thế, uống chưa say chưa về, vừa đi đường vừa hát, bài nào cũng khê khê. Tay tóm vào đuôi ngựa, con ngựa cũng say say, chân bước theo chân ngựa, người ta như trên mây. Bát này lại bát nữa, hây. Bát nữa lại bát này, hây. Người vùng cao là thế, người vùng cao là thế. Vâng, đó là những phiên chợ đặc biệt ở Cao Nguyên Đá. Và chắc hẳn này, cả nhà đã nghe đến những giai điệu mộc mạc, du dương của những tiếng sáo mông vẫn vừa dạt trên bầu trời cực bắc thiêng liêng của Tổ quốc. Tiếng sáo dẫn đường cho những chàng trai cô gái họ thương nhau, yêu nhau về chợ phiên vùng cao Hà Giang. Và để liên tục chương trình, Apo sẽ được gửi tới cả nhà một ca khúc được mang tên Về Hà Giang, một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn. Cao vời vời, gió đang vươn mây trắng, Hà Long treo giữa trời. Về Hà Giang em ơi, cột cờ trong nắng vàng vươn cao, nghe tiếng chim ca hót, cuộc đời tràn niềm vui. Ý à, theo em về Hà Giang, ý à, theo em về Cao Nguyên Đá, chén rượu thắm môi hồng nồng say, đã gọi tiếng khen trao duyên về Hà Giang em, về miền tam giác mộng, gửi những người yêu dấu hạnh phúc chẳng mây xa. Trăng Hà Long treo giữa trời, về Hà
trong nắng vàng vươn cao, nghe tiếng chim ca hót cuộc đời tràn niềm vui. Ý à theo em về Hà Giang, ý à theo em về cao nguyên đá, chén rượu thắm môi hồng nồng say đã gọi tiếng khen trao riêng về Hà Giang. Mây dài về Hà Giang em, dùng bừng thang vẫy khói cùng vì cả nguyên đá hạnh phúc nào vui hơn. Về Hà Giang em, về miền tam giác say đã gọi tiếng khen trao riêng về Hà Giang bên nhau. Vâng, cả nhà thân mến, có rất là nhiều người hỏi A Páo thường đeo cái gì ở sau lưng, và hôm nay A Páo cũng chia sẻ với cả nhà đây là chiếc sáo mông. Tiếng sáo vẫn dìu dặt trên bầu trời cực bắc thiêng liêng của Tổ quốc. Tiếng sáo dẫn đường cho những chàng trai cô gái, họ thương nhau, họ yêu nhau, họ thể hiện những tình cảm của những người mình thương mình yêu. Và sau đây A Páo xin phép được gửi tới cả nhà một bản sáo vùng cao, và sẽ nhờ chị MC xinh đẹp lên sân khấu để hỗ trợ cho A Páo. Không biết là chị đang ở đâu rồi, thì những bản sáo này thì A Páo rất là tâm đắc, và A Páo mong muốn là gửi tới cho cả nhà. Vâng, nhờ chị MC xinh đẹp nhất Hà Giang đây. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn dành cho chị ạ. Vâng, A Páo rất là vui được thổi sáo để gửi tặng cho cả nhà. Bản sáo tên là Hồn Đá, viết về những con người của đá ở vùng cao Hà Giang. Cả nhà có thể cho A Páo một tràng pháo tay thật lớn nữa ạ. Vâng, cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Thank you.
vâng, à, báo cũng rất là vui hôm nay là báo xin được chúc cho các vận động viên của chương trình cúp tuyến của chương trình ngày hôm nay một sức khỏe dồi dào, chúc cho các vận động viên của chúng ta, các cầu thủ, các nghệ sĩ ở trên sân cỏ một sức khỏe dồi dào để giành những đường bóng đẹp hơn gửi tới cho các khán thính giả, và đặc biệt là báo cũng rất là yêu bóng đá. Cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà một sức khỏe dồi dào. Thưa toàn thể quý vị, tiếng khèn mông của chàng trai gọi bạn thấm tình người dạo dực khúc xuân sang. Nghe xong bản sáo vừa rồi thì đặc biệt là các bạn nữ ở dưới có thấy xốn sang không ạ? Vâng, một tràng vỗ tay thật lớn nữa dành cho A Báo, thưa toàn thể quý vị. Và xin chúc cho A Báo sẽ ngày càng phát triển và đặc biệt sẽ cho ra đời những đứa con tinh thần, những bài hát để gửi tới những người hâm mộ, và đặc biệt là những bài hát viết về quê hương và mảnh đất con người Hà Giang. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý, ban tổ chức, nhà tài trợ, các tổ trọng tài, vận động viên cùng toàn thể quý vị khán giả. Thưa toàn thể quý vị, trong những ngày gần đây thì cả nước đang đau buồn và thương tiếc trước sự ra đi của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là sự mất mát to lớn của cả dân tộc Việt Nam. Với lòng biết ơn vô hạn, trong những giây phút này, xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị, chúng ta cùng đứng dậy, cúi đầu nghiêm trang để dành một phút mặc niệm tưởng nhớ tới cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Phút mặc niệm xin phép được bắt đầu. Biểu, ban tổ chức, nhà tài trợ, đại diện các đội bóng, tổ trọng tài, các vận động viên cùng toàn thể quý vị khán giả, nhằm tăng cường và nâng cao sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh cho các đội bóng trong khu vực Bắc Quang nói riêng và khu vực lân cận nói chung, hướng tới kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2024, và hướng tới kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2024. Hôm nay, ngày 9 tháng 8 năm 2024, khu Liên hợp Thể thao Tuyến Trang tổ chức giải bóng đá 7 người vô địch các cúp câu lạc bộ Bắc Quang mở rộng cúp Tuyến Trang năm 2024, chào mừng kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đến dự với chương trình khai mạc ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu, khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Giang, quyền giám đốc Liên đoàn bóng đá tỉnh Hà Giang. Xin được trân trọng chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Vũ Hồng Vân, phó trưởng công an huyện Bắc Quang. Xin được nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu bà Đặng Thị Vân, phó phòng văn hóa và thông tin huyện Bắc Quang. Xin được nồng nhiệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Hữu Tuyến, siêu thị Tuyến Trang, trưởng ban tổ chức chất giải, nhà tài trợ chính của giải đấu. Xin nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng chào đón sự hiện diện của thành viên ban tổ chức giải, các nhà tài trợ, trưởng đoàn, tổ trọng tài, vận động viên, phóng viên đến đưa tin, các kênh thông tin truyền thông đến đưa tin cho giải đấu, cùng toàn thể quý vị khán giả và người hâm mộ. Một lần nữa xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Hữu Tuyến,
sẽ lên phát biểu khai mạc giải đấu ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Giang. Kính thưa đồng chí Nguyễn Hữu Hưng, Phó Chủ tịch Liên đoàn cầu lông Hà Giang. Kính thưa đồng chí Trần Xuân Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện thể thao Hà Giang. Kính thưa đồng chí Đinh Việt Niêm, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Quang. Kính thưa đồng chí Vũ Hồng Vân, Phó Huyện trưởng Huyện Công an Bắc Quang. Kính thưa Đặng Thị Vân, Phó Phòng Văn hóa huyện Bắc Quang. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các đồng chí lãnh đạo, các đội bóng, các nhà tài trợ, các vận động viên, các cổ động viên thân mến, lời đầu tiên cho phép tôi được thay mặt ban tổ chức gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các nhà tài trợ, các vận động viên cùng toàn thể cổ động viên lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, hòa trong không khí thì vui tươi chào mừng kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2024 và hướng tới Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2024. Chào mừng sự kiện khai trương hai sân bóng cỏ nhân tạo khu liên hợp thể thao Tuyền Trang. Hôm nay chúng tôi long trọng tổ chức giải bóng đá 7 người vô địch các câu lạc bộ Bắc Quang mở rộng tranh cúp Tuyền Trang năm 2024. Với mục đích tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tạo mối gắn kết giữa các đội bóng trong và ngoài huyện, ngoài tỉnh, đồng thời tạo sân chơi thể thao bổ ích lành mạnh cho các tầng lớp nhân dân, các em học sinh, các câu lạc bộ bóng đá trên toàn huyện tham gia tập luyện thi đấu, các em nâng cao sức khỏe để xây dựng quê hương Bắc Quang giàu đẹp văn minh nói riêng và tỉnh Hà Giang nói chung. Giải đấu lần này đã quy tụ 12 đội bóng đến từ các câu lạc bộ trong huyện, trong tỉnh và các tỉnh bạn như Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái với hơn 200 vận động viên tham gia thi đấu. Các đội bóng cũng đã lựa chọn chuẩn bị cho mình những cầu thủ có kỹ thuật tốt nhất, những chân sút chất lượng đến từ nhiều tỉnh trên cả nước, hứa hẹn sẽ đem đến cho quý khán giả và người hâm mộ những trận đấu hay, những pha bóng đẹp với tinh thần thi đấu cao thượng, quyết tâm, fair play, kỷ luật tốt. Và hôm nay chúng ta có mặt tại đây để chứng kiến lễ khai mạc giải bóng đá 7 người vô địch các câu lạc bộ Bắc Quang mở rộng tranh cúp Tuyền Trang 2024 và các lễ cắt băng khánh thành hai sân bóng cỏ nhân tạo khu liên hợp thể thao Tuyền Trang. Thay mặt ban tổ chức, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch tỉnh Hà Giang, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Quang, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Quang đã cho phép tôi tổ chức giải bóng đá này. Cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn bóng đá, Liên đoàn cầu lông, Trung tâm Văn hóa huấn luyện thể thao tỉnh Hà Giang, các cơ quan ban ngành huyện, các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý. Tại buổi lễ ngày hôm nay, hoan nghênh sự chuẩn bị của các đồng chí trong ban tổ chức nhiệt liệt tham gia các đội bóng và các đội bóng, các cầu thủ đến từ các vùng trên cả nước. Cảm ơn sự đóng góp to lớn của các nhà tài trợ siêu thị Tuyền Trang. Cảm ơn sự đồng hành ủng hộ của các nhà tài trợ siêu thị Duyên Phi, khách sạn Toàn Phát, gia đình anh chị Duy Chi, trại cá Nghi Loan và các nhà tài trợ khác góp phần tạo nên quy mô và sự thành công của giải đấu. Và đặc biệt xin cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của quý khán giả, cổ động viên. Chúng tôi mong rằng giải đấu lần này tiếp tục là dịp để các đội bóng, các câu lạc bộ, vận động viên được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết hơn nữa, khẳng định đúng khả năng của mình và đội bóng trong sự đoàn kết, vui khỏe, trung thực và thi đấu an toàn. Để giải đấu thành công tốt đẹp hơn, tôi cũng đề nghị các cầu thủ tham gia thi đấu phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, thể hiện tinh thần cao thượng trong thể thao, nét đẹp trong văn hóa thể thao, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp. Tôi đề nghị tổ trọng tài làm việc điều hành các trận đấu một cách công tâm, khách quan, đúng luật và điều lệ giải, góp phần tạo nên thành công của giải đấu. Thay mặt ban tổ chức, tôi tuyên bố khai mạc giải bóng đá 7 người vô địch các câu lạc bộ Bắc Quang mở rộng tranh cúp Tuyền Trang 2024. Một lần nữa,
Tôi xin gửi tới quý vị đại biểu, tổ trọng tài, các câu lạc bộ tham gia thi đấu lời chúc sức khỏe và hạnh phúc và thành công. Chúc các đội bóng, chúc các vận động viên thi đấu đạt thành tích cao nhất. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn bài phát biểu khai mạc của anh Nguyễn Hiếu Tuyến, trưởng ban tổ chức giải, đồng thời cũng là nhà tài trợ chính của giải. Thưa toàn thể quý vị, trong quá trình ban tổ chức tiếp nhận thông tin về đại biểu còn chậm trễ và có nhiều sai sót, chính vì vậy rất mong toàn thể các quý vị sẽ cảm thông và chia sẻ với ban tổ chức. Xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Thưa toàn thể quý vị khách quý, ngày hôm nay trong chương trình khai mạc giải bóng đá Cúp Tuyến Trang năm 2024 đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, theo dõi và đặc biệt là sự ủng hộ và chia sẻ của toàn thể quý vị. Và đặc biệt trong chương trình khai mạc ngày hôm nay, chúng tôi đã nhận được sự hiện diện và có mặt của rất nhiều các quý vị đại biểu khách quý. Và ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Giang, quyền giám đốc Liên đoàn bóng đá tỉnh Hà Giang sẽ lên có đôi lời phát biểu trong chương trình khai mạc ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý, toàn thể các tổ trọng tài, vận động viên kính mến. Hôm nay thì tôi cũng rất là vinh dự được thay mặt cho Liên đoàn bóng đá tỉnh Hà Giang về đây dự cái khai mạc cái giải bóng đá Cúp Tuyến Trang năm 2024 ở tại khu liên hợp thể thao Tuyến Trang đây. Phải nói là có một cái quy mô rất là hoành tráng và đây là đem lại được những cái niềm vui cho huyện để tổ chức các cái sự kiện phong trào thể thao nói chung và môn bóng đá nói riêng. Thì cũng không biết nói gì hơn, thay mặt cho Liên đoàn bóng đá xin chúc giải đấu của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn lời chúc cũng như lời phát biểu của ông Nguyễn Văn Giang. Thưa toàn thể quý vị, và trong ngày hôm nay khi chương trình khai mạc giải bóng đá Cúp Tuyến Trang năm 2024 diễn ra, cũng đồng thời khu liên hợp thể thao Tuyến Trang cũng chính thức khai trương. Chính vì vậy ngay sau đây, xin trân trọng kính mời toàn thể các quý vị chúng ta cùng đặc biệt lưu tâm đến những giây phút đặc biệt ý nghĩa và tuyệt vời đối với khu liên hợp thể thao Tuyến Trang. Đó là ngay sau đây sẽ diễn ra nghi thức cắt băng khai trương khu liên hợp thể thao Tuyến Trang. Thưa toàn thể quý vị, và ngay sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu các đại biểu sau sẽ di chuyển lên sân khấu để thực hiện nghi thức cắt băng khai trương. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Giang, quyền giám đốc Liên đoàn bóng đá tỉnh Hà Giang. Trân trọng kính mời anh Nguyễn Hiếu Tuyến, trưởng ban tổ chức giải đấu, đồng thời là nhà tài trợ chính của giải. Trân trọng kính mời anh Nguyễn Hiếu Phi, ban tổ chức giải. Trân trọng kính mời anh Hoàng Xuân Duy. Trân trọng kính mời bà Đào Thị Trang sẽ cùng đồng hành lên sân khấu để chúng ta thực hiện nghi thức cắt băng khai trương. Hoàng Su Phi,
Hùng Cường. Tiếp ngày sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời anh Nguyễn Hiếu Tuyến, trưởng ban tổ chức giải, nhà tài trợ chính của giải, trân trọng kính mời anh Nguyễn Hiếu Phi. Ban tổ chức giải sẽ lên trao cờ lưu niệm cho các đội bóng. Xin trân trọng kính mời. Là những nhà tài trợ của giải đấu. Và ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các nhà tài trợ sau sẽ di chuyển lên sân khấu để nhận những vinh danh từ ban tổ chức. Trân trọng kính mời khu liên hợp thể thao Tuyến Trang. Trân trọng kính mời nhà tài trợ chính siêu thị Tuyến Trang. Trân trọng kính mời nhà tài trợ Kim Cương, siêu thị Duyên Phi, Duy Chi. Xây dựng Toàn Phát Hà Giang, trại cá giống Nghi Loan. Vâng, xin được trân trọng kính mời đại diện của các nhà tài trợ như trên sẽ di chuyển lên sân khấu để nhận sự vinh danh từ phía ban tổ chức. Sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời anh Nguyễn Hiếu Tuyến, trưởng ban tổ chức giải, sẽ lên trao vinh danh cho các nhà tài trợ của giải đấu ngày hôm nay. Thưa toàn thể quý vị, đây là những nhà tài trợ chính và nhà tài trợ kim cương của giải bóng đá quốc Tuyến Trang năm 2024. Thưa toàn thể quý vị, như Nhật Tân đã nói, để giải đấu được diễn ra thành công thì không thể không nhắc đến những sự cổ vũ và đặc biệt là những nhà tài trợ đã luôn luôn đồng hành chia sẻ cùng với ban tổ chức của giải đấu. Một tràng tay thật lớn của toàn thể quý vị để cảm ơn những đóng góp và những chia sẻ tài trợ từ phía những nhà tài trợ chính, nhà tài trợ kim cương của chương trình ngày hôm nay. Và ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng mời trở về sân khấu đại diện của Bà Già Cà Phê, đại diện của nhà tài trợ Phong Dung, đại diện của nhà tài trợ Thế Giới Thể Thao, đại diện nhà tài trợ Tuấn Hồng, nhà tài trợ Tiền Đạt, nhà tài trợ Ngọc Năm. Và xin được trân trọng kính mời nhà tài trợ Mạnh Hùng. Xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị đã có tên, nhà tài trợ sẽ di chuyển lên khu vực phía sân khấu.
xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Hữu Tuyến, bà Đào Thị Trang và ông Nguyễn Hữu Phi sẽ đây cùng đồng hành lên trao vinh danh cho các nhà tài trợ vàng của giải bóng năm nay. Sau khi có kết quả vô tâm. Và bây giờ thì
tất cả những người hâm mộ, tất cả chúng ta sẽ được chứng kiến màn so tài đỉnh cao này. Những lá thăm may mắn đã đưa họ đến với nhau ngay từ vòng đấu bảng. Và chắc chắn không đội nào muốn nói lời chia tay sớm nhất ở giải đấu lần này, đặc biệt là đội chủ nhà. Trong khi đó, FC Thiên Đàn là đội đương kim vô địch của giải đấu. Trận đấu được xem là siêu kinh điển. Và để tiện cho quý vị và các bạn theo dõi trận đấu này, chúng tôi xin được giới thiệu tình hình của hai đội ở trận đấu này như sau. Bên phía Thiên Đàn, Đặng Gia Bảo mang áo số 5, Xuân Đục mang áo số 8, Ngọc Thưởng mang áo số 17, Vinh Dương mang áo số 19, Như Quang mang áo số 25, Tiến Đạt mang áo số 26 và Hoàng Bách thủ môn mang áo số 30. Và chúng ta cùng đếm ngược thời gian để trận đấu được bắt đầu. 5 4 3 2 1 Go! Vinh vậy là cao thủ áo đỏ sẽ là những người ra bóng trước. Cố lên anh em. Người vừa thực hiện pha ra bóng đó là Đặng Gia Bảo, cầu thủ trẻ của Hà Nội giới thiệu cho Thế Trang ở giải đấu lần này. Nhân nào đây, nhân nào nhau đi. Tình huống phân bóng lên nhưng là quá bổng so với cầu tàu rất lên, gọi lên, chạy Đặng Gia Bảo. Theo ơi, em ơi. Đấy lên trời ơi. Phía đội hình Thiên An ở trường đấu này chúng tôi xin được giới thiệu gồm có những cầu thủ Anh Tài, đội trưởng. Đưa bóng đi. Người đang chơi ở vị trí trung vệ. Như vậy là đang có một tình huống phạm lỗi của cầu thủ bên phía đội chủ nhà. FC Thiên An sẽ là người được hưởng quả đá phạt. Nếu chung qua áo số 9 bên phía Thiên An, số 10 Đức Tùng. Một cơ hội dành cho cầu thủ Thiên An. Cú đá này tình huống rất nhiều, bóng rất mạnh và có vẻ như đã có một tình huống chạm bóng của cầu thủ áo đỏ. Quả đá phạt dành cho các cầu thủ Thiên An. Còn nhau đi. Tiếp theo dành cho cầu thủ Thiên An. Tình huống nhà bóng ra. Không được. Bóng vẫn trong cuộc. Không có, chúng tôi đã vứt lên mặc dù đã có tình huống ngã người của một cầu thủ đó. Và bóng rất sát, trọng tài Nguyễn Văn Hợi đang cho rằng đó không phải là tình huống phạm lỗi. Quả đá biên cho cao thủ chủ nhà. Một là Hoàng Bách. Phản đấu này còn có sự xuất hiện của FC Đăng Khôi. Cắt bóng của anh Tài. Một đá biên thuộc về cao thủ Thiên An và người đứng trước bóng lúc này là đội trưởng Đức Tùng. Không phải Đức Tùng mà áo số 10, đội trưởng của Thiên An ở trận đấu này là anh Tài, cầu thủ áo số 3. Đã có tình huống đẩy to của Tiến Tràng sẽ là người được quả đá phạt dành cho cầu thủ Tuấn Trang. Một cái điểm bay không qua được hàng rào. Kiểm tra máy nào. Anh. Máy. Đây. Tiếp tục tình huống phối hợp của cầu thủ FC Tuấn Trang. Bắt thua.
Tùng ở trận đấu này chơi ở vị trí bên trái. Chủ thôi. Rồi Thiên An đang chơi với hai trung vệ. Trung vệ lệch phải là anh Tài và Đức Tùng. Ra cả đi. Thưa kia. Và chuyền bóng không qua được cầu thủ đối phương. Người chuyền bóng là Đức Thành. Chỉ muốn áp sát rất nhanh của Đặng Gia Bảo. Cầu thủ hai bên vẫn đang chơi rất chặt chẽ. Phút đầu tiên của trận đấu này, thủ môn của cả hai đội bóng vẫn chưa quá nhiều. Bóng chủ yếu được tranh chấp ở khu vực giữa sân và những đường chuyền dài của cầu thủ hai bên. Đã có tình huống đá biên lỗi của cầu thủ bên phía FC Tuyến Tràng. Anh ơi, cơ hội này cơ hội thành công không được. Gia Bảo đã không qua được anh Tài trong pha bóng vừa rồi. Cầu thủ Tiến Trang đã không có một cơ hội để phản công. Sau tình huống pha bóng của anh Tài thì đã có một cầu thủ áo đỏ nằm sân. Hà Nội đang chơi khá quyết liệt ở khu vực giữa sân. Tranh chấp bóng. Áp sát rất nhanh của cầu thủ hai bên đã không để cho đối phương của mình có khoảng trống để có thể xử lý pha bóng. Rõ ràng đây là một trận đấu có tính chất rất quan trọng. Với một bảng đấu chỉ có 3 đội. Và kỳ đề của anh Tài và Gia Bảo. Bây giờ thì các cầu thủ Tuyến Trang sẽ có một quả đá biên gần với khung thành của thủ môn bên phía Thiên An. Với chiều cao rất tốt của mình thì đây có thể là một cơ hội dành cho Đặng Gia Bảo. Muốn chuyển bóng quá bổng. Pha bóng và cầu thủ bên phía FC Tuyến Tràng đã không thể tận dụng được. Chuyển bóng quá bổng. Pha bóng và cầu thủ. Đây thời tiết khá oi bức nhưng cầu thủ thi đấu ở trên sân vẫn đang rất nhiệt tình. Sân số 2 trận đấu giữa cầu thủ Cường FC
rất nguy hiểm. Pha bóng chơi hơi chủ quan của FC Tuyến Tràng. Suýt chút nữa Đức Tùng đã có một cơ hội. Rất may là Hoàng Bách đã ra rất nhanh. Hỗ trợ đi. Áp sát rất nhanh của đội trưởng. Vậy là tín hiệu báo về trên sân số 2 đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ Bảo hiểm xã hội. Bóng văn phòng đã có bàn thắng mở tỷ số. Và chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật cầu thủ như lại. Còn ở trên sân số 1 của đấu giữa FC Tuyến Tràng và Thiên An vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Vừa rồi là một cú sút bắn chim của cầu thủ Đức Tùng. Ta bảo áp sát bởi hai cầu thủ Thiên An. Hỗ trợ đi. Những phút vừa rồi hai đội chủ yếu sử dụng lối chơi truyền bóng dài. Và lối chơi này vẫn chưa mang lại hiệu quả cho cả hai đội bóng. Tình huống xuống đáy biên không được, mất bóng rồi. Đó là một tình huống phạm lỗi của cầu thủ bên phía Thiên An. Và người phạm lỗi trong phòng vừa rồi là cầu thủ mang áo số 16, đó là Công Đức. Tính Châu đang chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái. Vẫn là những đường chuyền bóng rất dài. Và cắt bóng rất chính xác của đội trưởng bên phía FC Tuyến Tràng. Đá rất xa của Đức Tùng. Và cú đá đó cũng rất thiếu chính xác. Một Hoàng Bách. Đây vẫn sẽ là một người mất bóng lên. Và lần này cũng như lần trước, đường chuyền không cho ai. Cú đá từ rất xa. Và nguy hiểm đầu tiên của cầu thủ FC Thiên An. Và người tên ra cú dứt điểm này đó là Công Định. Và cầu thủ đó người ta nhà Đức Châu là trung vào cú rút mù. Rất may cho các thủ Tiến Trang là pha bóng vừa rồi. Bóng đi chệch cột dọc của thủ môn Hoàng Bách. Nếu đó là một tình huống mà Đinh Châu dứt điểm trúng đích thì có lẽ sẽ rất khó khăn cho thủ môn Hoàng Bách. Tiếp tục lại là một quả đá phạt dành cho cầu thủ FC Thiên An. Và người thực hiện quả đá phạt này là
Công Định. Và lần này anh không tung ra cú nghiêng. Những pha phối hợp. Anh Tài lên rất cao. Đó liên tục về cao thủ. Phải xác định đó là tình huống cá nhân dành cho các thủ FC Tuyến Trạc. Một đường mở cánh rất khó dành cho cầu thủ bên phía FC Thiên An. Đừng để lọt. Rất may là trung vệ của FC Thiên An đã bọc lót kịp thời trong pha bóng vừa rồi. Anh em phải để ý là cái tên cố định dây lồng vào đầu ấy. Đánh đầu không được. Tình huống bắt cắt vẫn là hơi thấp so với đường truyền vào của đồng đội. Không nào. FC Tứ Trang đã bắt đầu có những tình huống gây sức ép về phía khung thành của môn Thiên An. Cánh này. Pha xử lý của Đức Châu. Tình huống không dứt điểm, rất kéo léo. Pha bóng xử lý nằm tốc vừa ở Đức Châu. Bên mình đã có tình huống giả người. Anh đi bóng qua ba cầu thủ áo đỏ và chúng ta chỉ dứt điểm và pha bóng này không thể cản phá. Tỷ số được mở cho các cầu thủ FC Thiên An và người ghi bàn không ai khác chính là người chơi hay nhất từ đầu trận đấu đến giờ. Tỷ số là 1-0. Bàn thắng đã được mở cho các cầu thủ FC Thiên An. Đã được mở và như vậy là các cầu thủ cánh trang sẽ phải có những sự điều chỉnh. Mà thằng nào chịu nó điều chỉnh quân nó ngu đấy, ngu bé quá. Thiên An này nào cai à? Thì Tuyến Trạc vẫn đang chơi với một mình khá thấp. Ta vừa được chứng kiến một pha bóng đẳng cấp của Công Định. Bàn thắng thể hiện đẳng cấp của cầu thủ mặc áo số 16. Tuy nhiên là cầu thủ mặc áo số 16 Công Định của FC Thiên An được mọi người đặt cho biệt danh là Đinh Châu. Anh rất khỏe. Công Định không chỉ có thể hình tốt, sức khỏe mà anh còn có kỹ thuật cá nhân rất yêu liệt. Và đó được thể hiện trong bàn thắng vừa rồi của Công Định. Mày ơi, theo xuống trước thì nữa mày ơi. Hải Béo ơi! Đi vào đây! Kéo bóng bên phía xa! Không được! Cô nào nhìn không qua được hàng rào! Hải Béo bóng rất kinh nghiệm, trận đấu vẫn tiếp tục! Có một cầu thủ của FC Kiến Trang đau. Kìa. Một người nắm sân lúc này đang là cầu thủ mặc áo số 8. Nước ở kia em ơi.
đá là Xuân Hùng. Xuân Hùng đã dính chọn một pha dứt điểm, bóng đập vào người của Xuân Hùng. Y tế không? Máy chỉnh máy không? Lên quay cho. Cho bác sĩ của mình đâu, cho bác sĩ đâu? Không, y tế mới. Đưa vào không phải. Máy xuống đây. Cái gì vậy cả? Say rồi. Lấy nước vào bụng. Vậy thì trận đấu đã quay trở lại. Đức Anh
tình huống đá phạt dành cho cao thủ FC Thiên An. Đó là tình huống đẩy người của cầu thủ áo đỏ. Nó bị sao đấy? Ôm tối đen mà. Quả đá phạt tiếp theo vào lúc này có đến 3 cầu thủ Thiên An đang đưa ra phương án của mình để phối hợp đá quả phạt này. Tình huống chưa thể thực hiện. Tình huống Quang Huy và xuất hiện bằng chân trái. Đồng ơi. Đồng ơi vào lên nào. Lại quay mặt thế. Thông Bình dứt điểm rất tốt ở cả hai chân. Bàn thắng của anh ghi được là cùng những dứt điểm bằng chân phải. Và vừa rồi làm tình huống vặt bóng và dứt điểm bằng chân trái. Đây là Thanh ơi. Chạy sâu đông ơi. Thời tiết ngày hôm nay có thể nói là nắng và nóng, nhưng trên sân Kiến Tràng lúc này các thủ thi đấu vẫn đang rất nhiệt tình và khán giả cũng đã đến khu vực khu liên hợp thể thao Kiến Tràng để chứng kiến các thủ của chúng ta thi đấu vẫn rất đông. Điều đó thể hiện tình yêu bóng đá của những người hâm mộ. Các đội tuyển Kiến Tràng họ vẫn không đẩy cao đội hình. Điều đó cũng dễ hiểu bởi thời gian của trận đấu vẫn còn nhiều. Nếu như xuất ruột ngay vào thời điểm này có lẽ họ sẽ phải trả giá. Thủ hướng là Phương. Rất bóng, cầm bóng, chia bóng đều đi, ở giữa cầm bóng đi. Hoàng Phúc đã phải nhận chiếc thẻ vàng. Trước đó là một tình huống mà một cầu thủ bên phía FC Thiên An đã đứng ở trước khu. Các cổ động viên FC Thiên An đang cổ vũ cho đội bóng thân yêu của mình. Cú dứt điểm từ rất xa. Kiến Trang pha bóng hay của cầu thủ bên phía áo đỏ. Một pha phối hợp đá phạt góc và bóng đã đến chân của cầu thủ bên phía FC Kiến Trang. Tình huống tung người vô lê nhưng bóng đập đất và đã chạm vào một cầu thủ bên phía FC Thiên An. Sẽ có một quả đá phạt góc tiếp theo dành cho cầu thủ FC Kiến Trang. Cơ hội tiếp theo. Nó vỡ đỡ vướng. Các thủ FC Kiến Tràng vẫn đang rất cố gắng để có thể đáp lại tình yêu của những người hâm mộ dành cho đội bóng này. Lần này thì thủ môn bên phía Thiên An đã đẩy bóng ra. FC Kiến Tràng những phút vừa rồi đang gây áp lực về phía trung thành của thủ môn bên phía FC
Thiên Đạt. Chắc cái chân lên. Dừa đây, dừa đây. Vất nhà, đứng sau người ta kìa. Đúng vậy thì anh Thiên Đan cũng không vội gì phải dâng đội hình của mình lên. Họ đang có một kết quả thuận lợi và có một thế trận tốt. Nếu như may mắn hơn thì FC Thiên Đan đã có bàn thắng thứ hai. Quả đá biên tiếp theo. Các thủ Thiên Đan vẫn đang theo rất sát. Điều đó đã gây ít nhiều khó dễ cho các cầu thủ phản công của FC Tứ Trạm. Đến rất bất ngờ dành cho các thủ áo đỏ. Và chắc chắn với bàn thắng này, các thủ FC Tuyền Trang sẽ có một tâm lý thoải mái hơn. Và sau pha bóng vừa rồi thì cũng là tiếng còi kết thúc cuộc trận chiến này của trọng tài Nguyễn Văn Lợi. Một trận đấu diễn ra đang rất hay. Cầu thủ hai bên đã cống hiến cho chúng ta những rất đẹp vào hiệp đấu thứ nhất. Và chúng ta sẽ tạm nghỉ ít phút để trước khi đội tàu thực hiện hiệp thiếu thứ hai.